Rồi, xin chào quý anh chị các bạn đến với Khang Kiên ha. Trên tay mình đây là máy phân tích sữa Ecomil Bon Toto ha. Đây là sản phẩm phân tích sữa tốt nhất đến từ Bulligan, sản xuất bởi hãng Bulltech Eon các bạn. Đây, một cái thùng đóng gói như thế này mình đã tháo rồi. Có website của Bulltech ở đây, Ecomil Bon. Rồi, cung cấp rất là nhiều thứ nha các bạn. Đó, đi kèm cho ông ta một chai điện dẫn để chuẩn điện dẫn ha, 500ml CL H2O ha. Rồi các cái dụng cụ đi kèm. Bên đây là những cái cốc để ta chứa pH và một cái tẩu ha, cái tẩu nguồn này gắn phía sau và chúng ta có thể kết nối trên ô tô hay gì đó, hoặc là những cái điện 12V đó. Cái này là giống tẩu thuốc gắn vô trên xe hơi này, người ta có thể đi ra các cái nông trại hay là bên nước ngoài thì nó sẽ có những cái nông trại ở xa ha, hay cái điện trang gì đó kiểm tra. Rồi chương trình pH thì cũng được đi kèm để chúng ta có thể hiệu chuẩn. Đây, 3 gói 4, 7, 10 kèm theo 3 cốc để chúng ta có thể chuẩn cái bộ pH nằm đây. Rồi một cái USB, một cái cáp kết nối USB các bạn, để kết nối phần mềm. Ở đây nó cũng là một cái cáp kết nối để sử dụng phần mềm với những cái chuẩn cũ ha. Rồi đây là dung dịch vệ sinh Clean Eco Day các bạn, có nghĩa là sử dụng hàng ngày. Chúng ta sử dụng cái này pha với nước cất ha, nó có tỷ lệ ở đây Eco Day 100ml để chúng ta có thể sử dụng cho cái vệ sinh lại cái hệ thống của máy ha, như sensor 7 ngày ha. Đó. Thì cái này nó có hạn sử dụng là 3 năm các bạn. 100g nó pha với nước cất. Rồi, một cái đây cũng là Ecomil có 3 gói như vậy để chúng ta có thể sử dụng ha. Ecomil đây hàng ngày, đây là hàng tuần các bạn. Eco Week thì chúng ta có thể pha cũng với tỷ lệ vậy, thì sử dụng trong 30 ngày để pha để chúng ta làm vệ sinh lại những cái sensor ở đây, những cái cảm biến để phân tích sữa ha. Rồi, phía trên đây thì nó có một cái cổng chờ ở đây để nó có thể gắn cái hệ thống sensor ở đây, smart viewer đây, người ta không có di chuyển cái chỗ này ha, nó là chúng ta là không tự remove. Ở bên đây là gắn máy in tích hợp, thì đây mình có chạy một cái số chương trình ha, một cái chương trình đầu tiên đây là của hãng, họ test cho chúng ta các cái chỉ số về sữa đây ha, là test sữa dê, sữa bò, là hai cái này mình đã test ở công ty. Rồi các cái mã số người ta kích hoạt. Rồi đây là cái giao diện của cái Ecomil Bon Toto này các bạn. Thì cái sản phẩm này nó phân tích với một cái chỉ số rất là nhanh, khoảng 40 giây có thể phát hiện kết quả. Điều kiện môi trường sử dụng nó là 15 đến 30 độ C và nhiệt độ phân tích sữa là 5 đến 35 độ C, độ ẩm tương đối là 30% đến 80, chất béo là 0.5% các bạn, 0.5% đến 12%, cộng trừ là 0.1, chất rắn không béo SNS là 6% đến 12%, 0.2%, mật độ mưu mà số sữa là 1.026 đến 1.033 gram trên centimet khối và 0.05 gram trên centimet khối cộng. Cái lượng protein là 2% đến 6%, độ chính xác là cộng trừ 2%. Chúng ta có thể thêm nước vào cái sữa là 0 đến 60% và độ chính xác là cộng trừ 5. Cũng như là pH là 0 đến 10 độ 14 và độ chính xác là cộng trừ 0.2. Đây, hệ thống pH ở đây. Và nhiệt độ hoạt động là 0 đến 50 độ C, độ chính xác là 0.1 độ C. Độ dẫn điện của chúng ta có thể can thiệp trên cái đầu đo pH này là từ 2 đến 10ms trên centimet khối nha, chính xác là cộng trừ 1% tại 18 độ C. Và cái lacto này là 0.5 đến 7%. Và nguồn cung cấp là sử dụng nguồn 220, như là công suất tiêu thụ là 30W thôi. Khi các bạn mua sản phẩm này tại Khang Kiên các bạn sẽ cung cấp cho ta máy chính nguyên một hệ thống Ecomil Bon Toto và hệ thống máy in được kết nối sẵn ở đây. Cái này có thể là option thêm hoặc là được đặt sẵn các bạn. Và chai dung dịch đầy dừa là 250ml, chai dung dịch đường dẫn là 500ml và dung dịch đẹp như mình nãy đã liệt kê. Đó là Ecomil Bon ha. Thì sử dụng trên đây cũng rất là đơn giản, nó có một cái gá ở đây để chúng ta có thể để mẫu và cốc như thế này. Mình đang sử dụng ở đây là hiệu chuẩn bằng nước cất các bạn, đo thử đó, ta đưa lên cái gá rất là đơn giản ha. Thì nó tương đồng với cái mẫu sữa của chúng ta khi bỏ vô cũng như vậy. Các cái chương trình nó được tạo ra nó giúp đơn giản hơn cho chúng ta khi chúng ta sử dụng đo. Có các cái chương trình như bò dê ở đây hay là những cái chất gì đó. Khi sản xuất ra một cái máy Ecomil Bon này nó hoàn toàn là trống rỗng. Nếu chúng ta muốn can thiệp đo những các cái loại gia súc, gia cầm nào hoặc là các loại động vật nào thì chúng ta sẽ nhờ hãng can thiệp những cái chỉ số lên đây. Ví dụ như bò hay dê hay cừu hay bất cứ loại vật nào thì chúng ta sẽ can thiệp để chúng ta có thể gọi lại và sử dụng với một cái protocol đơn giản hơn và nó chi tiết như thế này. Chúng ta chỉ cần lựa chọn như vậy thôi. Và ok, nó sẽ vô cái chương trình đo. Thì cái mã code được tạo ra ở đây là
cái barcode để cho chúng ta kiểm soát cái lượng đo hàng ngày, cái ID đánh dấu những cái mẫu mà chúng ta muốn đặt nó là một hay gì đó thì tùy ha, tùy giao thức một ngày chúng ta có bao nhiêu mẫu thì chúng ta có thể cài đặt ở đây đó để chúng ta có thể chạy. Và cái chất lượng cũng như vậy, chúng ta muốn thiết lập nó ở cái giá trị nào hay là ở cái số liệu nào chúng ta chỉ cài cái đó ha. Và ok đó, thì mình sẽ có cái video hướng dẫn sử dụng mà chi tiết về cái sản phẩm Ecomu Bond Total này cho các bạn. Rồi, đây là cái video để hướng dẫn cho chúng ta cũng như là giới thiệu về các cái sản phẩm Ecomu Total để ta có thể mua và phân tích để đo lường về cái sản phẩm này ha. Thì các cái chỉ số như là thông số thì mình đã liệt kê qua ngay là số series và hãng Ecomu Bond của Eon Made in EU các bạn. Rutech 200 ly, các địa chỉ được liệt kê trên máy. Rồi, đây là một cái sản phẩm kiểm tra và phân tích đánh giá những cái chất lượng của sữa trong cái ngành thực phẩm sản xuất sữa tại Việt Nam. Nếu các bạn có nhu cầu mua sản phẩm, vui lòng truy cập website khangtien.com.vn để có thể mua và được tư vấn về sản phẩm. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các video sau.